Milan đang có điểm rơi phong độ không tốt ở tại giai đoạn playoff này. Ở tại phase 2 thì Juan cấm hai con bài đi đường mạnh của Kean cùng đứng trên, đó chính là Zayce cùng với Rambo. Tôi không biết là rớt ván này thì liệu rằng anh ta có muốn đánh ba mũi nhọn chung với Talia và Lucien cánh dưới hay không, hay anh ta sẽ nhường lại cái khả năng gây sát thương cho đồng đội và lựa chọn những lựa chọn an toàn, ví dụ Rakitić hay là Cersante cùng đứng trên giống như ván đấu vừa rồi. Còn phía bên kia thì hai lực cấm đưa ra đến từ phía Genji là Cersante và Ven. Như vậy là T1 sẽ khóa vào cho Honor, con Xin Zhao, con tướng ta đánh khá là vào form sau ván đấu vừa rồi. Đổi nhẹ qua mà tôi nghĩ rằng Xin Zhao sẽ dễ chơi hơn. Xin Zhao để cho rớt chọn cuối và bây giờ trở lại bên phía của Genji, bây giờ phải chọn mù cho Kean. An toàn nhất tôi nghĩ Kean nên có một chút xíu sát thương, tại vì nếu như để chỉ có một mình Azir của Chovy thì nhiều khi bay lại tiếp tục thọt thì gánh không nổi. Điều đó liệu rằng có được diễn ra hay không đây, khi mà tôi thấy đang nhá một con Rek'Sai đứng trên dành cho Kean. Trong một ván đấu mà anh ta phải lựa chọn mù thì lựa chọn một carry khu đứng trên nó cũng sẽ có thể là hơi nguy hiểm. Hai và ván này đó là hai con bài tanh ở khu vực cánh trên cho bên phía của Genji, với Sejuani dành cho Cannon và Rek'Sai dành cho Kean. Thì cùng xem là Zed sẽ đánh cái gì khu đứng trên khi không còn Vayne, không còn TF, không còn Zay. Anh ta cũng đánh chống chịu với một con Zac khu đứng trên. Zac là một con bài quen thuộc, Zed đã từng đánh kèo này khá nhiều lần. Và về mặt chất tướng thì anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát được con Rek'Sai. Sát thương gây ra nhiều hơn, đẩy lính tốt hơn, hồi phục cũng sẽ tốt hơn trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Còn lượng sát thương thì T1 sẽ phải đặc biệt chú ý. Ở trong ván đấu này thì lượng sát thương của họ sẽ giảm đi khá là nhiều, đặc biệt ở giai đoạn sau. Họ sẽ phải đánh cực kỳ mạnh ở giai đoạn giữa của ván đấu, lúc mà Lucian, Talia, Xin Zhao mạnh nhất. Và đúng là như vậy, về mặt tính chất đội hình thì nó có vẻ là khá giống so với ván thi đấu thứ hai, khi mà điều kiện thắng vẫn là ở khu vực cánh giữa bản đồ với những chất tướng nhiều sát thương. Nhưng cái khó khăn của T1 trong ván thi đấu này so với ván đấu trước là cái khả năng đi đường của họ nó có thể bị yếu hơn. Không còn Kalista khu đường dưới thì việc mà bộ đội đường dưới phía T1 có được lợi thế đi đường nó không phải là dễ trước Aphelios của Lulu, của Lehen và Pei. Trước cái khu đường giữa thì Talia cũng là một chất tướng mà cái lượng sát thương nó không phải là quá bùng nổ, và cái chiêu cuối của Talia thì là chiêu cuối mang tính chất khép góc nhiều hơn, nó không có sát thương. Mà đó là một cái công cụ để cho những pha đảo đường của Faker từ giai đoạn cấp 6 trở đi. Đặc biệt là Talia đội 2 xuống dưới là một cái hướng di chuyển cũng khá là thuận. Và bạn có thể sử dụng cái mặt đất dậy sóng quỳnh chặn phía sau trụ của đối phương để tổ chức một pha giao tranh. Khi đã xác định được điểm yếu của đối phương thì T1 sẽ khai thác nó liên tục. Và lúc này điểm yếu của Genji đang nằm ở đường dưới. Một khán giả có một màn cosplay cũng rất là vui tính của LCK. Tôi nhớ không nhầm thì ở tại địa điểm thi đấu thì cũng có rất là nhiều những cái nhiều cosplayer nổi tiếng họ tới với sự kiện lần này. Ta đã có tới 15.000 khán giả có mặt ở KSBO Dome để chứng kiến trận chung kết này. Và giờ đây, ván đấu bản lề giữa T1 Genji chuẩn bị bắt đầu. Genji, 1, 2, 3. Sau hai ván đấu đầu tiên thì tỷ số là 1-1 và giờ đây Genji sẽ quay lại bên phía đội 1, T1 bên phía đội 2. Với tính chất của ván thi đấu thứ 3 này thì nó có lẽ cũng là điều kiện thắng cánh dưới giống như ván thi đấu thứ 2 thôi, nhưng như tôi đã phân tích thì cái khả năng đi đường của T1 trong ván đấu này nó có lẽ sẽ gặp rất nhiều những khó khăn không dễ như ván thi đấu trước, khi mà không còn Kalista và Nico khu đứng dưới nữa. Thì việc yêu cầu Gumayoshi và Kera thắng đường bộ đôi Aphelios và Lulu là điều tương đối khó. Chứ kể là với những áp lực đến từ bộ la băng hàn của Cannon, thì Guma còn phải mang theo thanh tẩy, tức là cái áp lực đi đường khi mà không có Thirot nó cũng bị giảm đi tương đối đáng kể đến từ đường dưới phía T1. Nhưng mà ít nhất thì T1 sẽ có một cái lợi thế là về mặt phong độ, chúng ta đang nhận thấy rất rõ ràng ở trong giai đoạn playoff này thì phong độ của Gumayoshi và Kera đang nhỉnh hơn hoàn toàn so với lại Bay và Lehen phía bên kia, cho nên chắc chắn T1 sẽ tìm cách khai thác. Khởi đầu vòng rừng corner đã cho thấy điều đó, điểm kết thúc của anh ta sẽ ở khu vực cánh dưới. Và cùng xem là khả năng kiểm soát ở khâu đi đường đến từ cánh dưới của hai bên sẽ là như thế nào. Genji hay là T1 sẽ hỗ trợ được cho người chơi đi rừng của mình tốt hơn trong việc cạnh tranh con cua dưới, vì vòng rừng điểm chung sẽ là vòng rừng khép xuống cánh dưới của cả Cannon lẫn cả Honor nữa. Khu đứng giữa thì Chovy tiếp tục đánh một con Azir quyền năng bất diệt giống như lối chơi của Showmaker. Những trao đổi ban đầu của hai bên ở khu vực đường dưới đã diễn ra liên tục, và bộ đôi bên phía của T1 đang là những người đẩy đường tốt hơn ở trong đợt lính đầu tiên. Họ vẫn còn đang lợi hơn hai lính so với lại Bay và Lehen. Nhiệt độ này sẽ được tiếp tục giữ cho bên phía của T1. Họ sẽ là những người lên cấp 2 trước và đứng cao áp lực. Đó là một pha dẫn lên tới từ Gumayoshi với áp lực lên cấp độ 2 sớm hơn, và họ đang là những người kiểm soát được lính khu đường dưới tốt hơn. Khu đường giữa cũng tương tự là như vậy. Một kèo đấu mà Chovy đã lấy đi Azir của Faker nhưng không còn Aurelion Son, và đó là những tình huống đẩy đường trước giúp cho Faker có được thế thuận lợi, hỗ trợ cho người chơi đi rừng của mình trong việc cạnh tranh khu dưới. Chovy đang tin tưởng
tuyệt đối vào bay luôn nha. Anh ta quyết định lên một con Azir cầm quyền năng và lên theo hướng chống chịu nhiều hơn. Tức là anh ta backplay vẫn rất là tốt, nhưng cái lượng sát thương của ta sẽ giảm đi rất là nhiều so với lại cách lên trang bị theo hướng thuần sát thương. Và đường trên của họ là Rek'Sai, rừng của họ là Sioni, hỗ trợ của họ là Lulu. Nếu như ván này bay không xanh thì thực sự rất là khó cho Genji. Và có vẻ như sự tự tin của Chovy là có cơ sở khi lúc này đợt lính thứ 3 khu vực đường dưới đang thuộc quyền kiểm soát bên phía Genji. Sau hai đợt đẩy đầu tiên của Kumayoshi Carrier thì đợt đẩy thứ 3 đang là đợt đẩy mà Pay cùng với Lehen đang là những người trao đổi tốt hơn. Họ lấy được nhiều máu hơn và họ đang có được thế lính đẩy nhằm hỗ trợ cho Cannon trong việc kiểm soát khu dưới. Trong khi đó thì vòng rừng tới từ Honor cùng với Cannon là cái tốc độ tương đối ngang nhau đến từ cả hai người chơi đi rừng. Honor sẽ gần khu vực cua hơn Cannon một tí. Vị trí của anh ta ở khu vực bùa xanh bước xuống thì nhanh hơn. Mà có kịp để dứt điểm con cua trước khi mà Canyon có mặt hay không thì chắc là không. Tại vì Canyon cũng sẽ có mặt trước khi mà cua ra. Đường giữa hai bên cũng bắt đầu buông chiêu. Và để di chuyển ra sông thì bộ đôi Genji sẽ đẩy được hụt đường dưới. Honor và Canyon sẽ cạnh tranh trừng phạt. Đầu tiên con cua và đó là Honor thành công. Bộ đường dưới bên phía Genji mặc dù di chuyển, họ để lại một con mắt tại bụi cỏ chạc 3, nhưng khả năng trừng phạt đến từ Honor với khả năng sốt sát thương của Shinzao là tốt hơn. Và anh ta cũng lấy đi khoảng chừng nửa cây máu của Canyon. Và với đợt lính khu đường dưới đang an toàn như vậy, Honor có thể suy nghĩ đến câu chuyện vòng rừng hai cua, nhưng anh ta đang muốn di chuyển tìm kiếm Canyon. Anh ta có lợi thế hơn, anh ta có rất nhiều sát thương vượt trội hơn và lượng máu cũng vượt trội hơn. Phong đôi thương đã trúng, đang muốn ép tốc biến của Canyon, đã phải tốc biến vẫn solo kill. Công đầu dành cho Honor, solo kill dành cho Honor và hai bùa cũng như là áp lực xuống khu vực đứng dưới của Genji là có tới từ Honor trong pha này. Và ngay lập tức là Pay phải giật về với một con mắt cắm lại phía sau, và đây vẫn sẽ tiếp tục là một áp lực đến từ Kumayoshi và Carrier. Kumayoshi đang khá là thấp năng lượng, nhưng bởi vì có Honor đang đứng bấm bê về phía sau, anh ta không có gì phải sợ cả. Honor vẫn còn hai bùa, tiến tới có trọng trường. Lehen thấp máu, Lehen né hai chiêu của đối phương, quay ngược trở lại trả sát thương, nhưng bộ đồ của Genji không thể nào lao lên được tiếp. Một pha dấn lên đến từ Kumayoshi Carrier, nhưng trước đó thì họ đã bị làm mềm bởi bộ đường dưới phía Genji, và khả năng hỗ trợ tới từ Kumayoshi Carrier cho pha tấn công của Honor là không nhiều. Honor bắt buộc phải ở lại thêm một nhịp nữa để hỗ trợ reset way dành cho bộ đôi đường dưới của mình trước khi rút lui. Và Cannon sẽ có được cua trên nhằm gỡ lại một cua ở vòng rừng đầu. Nhưng anh ta đã mất tốc biến và nằm xuống một mạng, thì áp lực tới từ con Sejuani của Cannon sẽ là không nhiều. Anh ta đang cố gắng di chuyển để cướp lại phần rừng bùa xanh ở trên sau bùa đỏ bên phía của T1. Faker cũng có mặt ở đây, quăng vài viên đá vào đó, nhưng rất tiếc là những con chim đã được bên phía Cannon kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Và Cannon đã gỡ gạt lại được một chút xíu sau tình huống cướp được bãi chim thành công. Anh ta cũng tiện đường công tác để hỗ trợ cho Kin thêm một nhịp và di chuyển về phía khu vực sâu hư không. Kin đang đứng bấm bê về trong phần rừng của đối phương. Lúc này thì con Shinzao của Honor không có tốc biến. Có Carrier nha, có cả Carrier ở đây. Kin đang phải tìm đường để lui. Carrier đang chạy song song với anh ta. Cảm quan địa chấn đang giúp Kin biết được Carrier đang ở đâu. Cần phải né được cú thủy ngục nếu như Kin muốn sống. Thủy ngục tung ra bắt buộc Kin phải tốc biến. Faker chặn tường và Kin sẽ không thể về được. Quan địa chấn được kích hoạt thành công. Người đang được nhường mạng là Faker. Và Zod cũng rất chill, anh ta quyết định bấm B về cho tình huống đồng đội đang giao tranh với Kin trong pha vừa rồi. Không cần đúng không? Anh ta không cần phải có mặt trong tình huống vừa rồi. Anh ta về nhà dịch chuyển trở lại khu đứng trên với một cái áo tràng gai nhằm gia tăng thêm cái sức đi đường với một con Rek'Sai có khả năng phục hồi quá tốt của Kin. Kin mất tốc biến và lên bảng điểm số. Faker mất một lớp khiên trụ khu đứng giữa sau một pha di chuyển với mặt đất dậy sóng, nhưng anh ta có được một mạng được nhường lại. Pha di chuyển đột biến lên khu vực cánh trên của Carrier, và đó là một pha bấm B về không kịp thời gian tới từ Kin. Kin đã quyết định là bấm B về ở vị trí rất là nguy hiểm ở phần rừng của đối phương. Anh ta cũng nhận được thông tin là Honor không có tốc biến, nhưng chính cái pha di chuyển rất là khéo của Kera đã đem về cơ hội cho T1. Và giờ đây họ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0. Đồng thời cũng sẽ có khá là nhiều lợi thế về tiền, đặc biệt là mạng rơi vào rất là đúng người nha. Shinzao có mạng sớm, Faker có mạng sớm thì là điều tốt cho T1. Khu vực đứng dưới thì tất nhiên là pha di chuyển vừa rồi Carrier cũng để ra những cái điểm hỏng, và đó là một tình huống khai thác tốt tới từ Pay cùng với Lehen. Họ đóng băng đợt lính, họ cấu rỉ và khiến Kumayoshi đang ở trạng thái máu không quá đầy đủ. Và đó là một ván đấu mà cần bên phía, đây là một ván đấu cần bên phía Genji có lợi thế khu đứng dưới. Điều kiện thắng của họ vẫn là Aphelios. Honor ngay lập tức có mặt. Đầu tiên là sẽ phá đi mắt kiểm soát đặt ở bụi của Genji, nhưng Pay và Lehen với sự có mặt của Canyon cũng ngay lập tức cố gắng giữ lại con mắt đó. Họ đang áp lực vào, thủy ngục của Carrier đẩy ra nhưng cũng không ngăn chặn được Genji, hai bên đều mất hết mắt. Pha di chuyển trước tới từ Chovy là một áp lực rất lớn giúp cho bên phía Genji tự tin đứng lại trong pha vừa rồi, và Faker không còn chiêu cuối để tác động tới pha tranh này nữa. Anh ta cũng đang bị đẩy trước một tơn tại khu đứng giữa và phải về nhà lấy giày thủy ngân. Thì đây là một nhịp mà Cannon hoàn toàn có thể kiểm soát được khu dưới cũng như áp lực để ăn con rồng nguyên tố này sau đợt đẩy của Chovy. Bên phía của Genji thì Cannon quyết định rằng mình không đủ sức để có thể ăn con rồng này, bởi vì nhìn nó rất là nguy hiểm. Faker đã về nhà bấm B về và đi bộ trở ra với một lượng trang bị tăng thêm, cho nên Genji phải lui về. Đây là lúc mà T1 có thể suy nghĩ về ăn rồng, họ có cái nhịp đó.
Đúng là cái nhịp này là cái nhịp bên phía T1 hoàn toàn có thể kiểm soát con rồng với pha di chuyển ra của Faker cùng với đường dưới của họ đang có thế lính đẩy tốt dành cho Carrier và Gumayoshi. Lượng trang bị mà cả hai đường giữa mang ra đều có dày thủy ngân chịu áp lực tấn công mạnh đến từ cả hai bên. Và có lẽ sau đợt đẩy này thì T1 sẽ có được con rồng yếu tố đầu tiên của bản đấu này. Không có cạnh tranh từ Genji, Kenyan đã phải đi tiếp vòng rừng của mình lên cánh trên. Anh ta sẽ tiếp tục nhắm tới việc hạn chế tài nguyên của đối phương. Còn Zed thì rất thấp máu nhưng mà anh ta còn phân bào, cố gắng đi gần về trụ để ít nhất là mình sẽ trở về dạng phân bào trong trụ, nhưng mà cũng không có đủ xác thực dứt điểm. Kin đã sử dụng tốc hành hư không rồi. Cannon sau bãi chim này ta sẽ cấp độ 6 và liệu rằng họ có suy nghĩ đến câu chuyện tấn công băng trụ hay không. Cannon có lẽ sẽ cần đến cú trừng phạt để bóc phân bào nhanh hơn nếu như họ có ý định tấn công khu vực đường trên nhắm tới một con rác đang không còn nhiều máu của Zed. Trong lúc đó thì Honor bỏ mặc khu vực cánh trên cho Zed tự chơi. Đúng và rồi. Áp lực xuống cánh dưới với tình huống ăn được con rồng yếu tố đầu tiên, và sau đó thì áp lực có thể là băng trụ cả Lehen cũng như vậy nữa. Tôi nghĩ rằng việc mà Honor có mặt cánh dưới nó là hoàn toàn chính xác, tại vì điều kiện thắng của Genji nằm ở dưới, chỉ cần họ đè được bay thì chắc chắn Genji sẽ lâm vào tình trạng thiếu sát thương ở giai đoạn sau. Vâng, và Faker cũng sẽ có thể áp lực chung với Honor xuống cánh dưới với cú chiêu cuối của anh ta đã hồi lại rồi. Và đây sẽ là áp lực rất lớn dành cho cả Pei lẫn cả Lehen. Nhưng mà Chovy đang không muốn cho Faker khoảng trống di chuyển bằng pha trao đổi chiêu thức liên tục. Anh ta sẽ liên tục có những pha đổi máu với Faker và khiến cho Faker ở trạng thái máu yếu, năng lực yếu, thì áp lực di chuyển sang hai cánh của Faker sẽ không có. Faker sẽ bấm B về thêm một lần nữa. Mỗi lần ra đường là ta sử dụng full kỹ năng của mình, đẩy hết đợt lĩnh bấm B nhà rồi chạy ra để tận dụng tốc độ di chuyển gia tăng đến từ Talia. Lúc này thì Kenyan đã cướp xong một bãi chim biến dị của đối phương, ta về vòng rừng của mình ở khu vực bãi cóc, bấm B về. Chắc là phải chuẩn bị xuống đường dưới để bảo vệ cho pha đẩy cao của B. Lần về nhà vừa rồi thì Gumayoshi cũng đã có được một cái giao điện static, một trang bị giúp cho anh ta có được khả năng đẩy đường ổn khu đường dưới trước Aphelios của Pei. Và Pei cũng muốn về ở cái tơ lính này. Sau đợt đẩy thì anh ta cũng sẽ cần về nhà để cân bằng lượng trang bị với Gumayoshi phía bên kia. Và với hai mạng có được thì T1 đang dẫn trước đối phương đâu đó khoảng chừng vài trăm tiền. Lại đổi đúng bằng hai cái mạng hộp đó và một con rồng nguyên tố. Nhưng Genji có được 3 sâu hư không, và đây sẽ là một pha quyết định đổi đường tới phía Genji. Và liệu rằng pha đổi đường này liệu nó có tạo được đủ bất ngờ hay là đột biến giống như những tình huống đổi đường trước đó mà họ làm ở ván 1 hay không? Tôi nghĩ rằng Keria đã phần nào đó dự đoán được trước pha đảo đường của đối phương, cho nên anh ta bấm B về và anh ta đi bộ ra khu vực đường giữa, tức là ở ngay một vị trí có thể đổi lên cánh trên nếu như cần. Ý định của Genji đang là dồn tài nguyên về phía khu vực sâu hư không. Kenyan đã xong con sâu đầu tiên, Bay đã lộ diện ở cánh trên. Thì lúc này Keria đang gọi Guma LC di chuyển lên. Với cái giao điện này thì tôi nghĩ rằng cái tốc độ tiếp cận của Guma lên cánh trên cũng khá là nhanh. Kenyan đã xử lý rất là nhanh hai con sâu đầu tiên ở tại lượt 2, và anh ta vẫn còn cú trừng phạt để cạnh tranh con sâu cuối cùng nếu như Honor có ý định cạnh tranh nó. Trừng phạt đến cả hai bên sẵn sàng. Ai là người sở sức tốt hơn là Kenyan là người có được con sâu thứ 6 cho Genji trong ván đấu này. Như vậy là vẫn trọn vẹn số lượng sâu dành cho Genji để tối đa hóa khả năng đẩy trụ của họ, và họ đang muốn làm điều đó. Thiên lý và thăng hoa, Faker đang đứng một mình quăng địa chấn, và đó là bô băng thẳng vào đầu Faker. Anh ta vẫn kịp tỉnh và tốc biến. Ánh trăng dẫn lối đã trúng, và Faker còn đúng một chấm máu phải gục ngã trước sát thương của Bay. Nhưng Kenyan thì sẽ phải ở lại để ngục đẩy vào đầu. Guma tới để xin cái mạng. Một đổi một đến tất cả hai bên. T1 mất đi một cú chiêu cuối của Carrier vào cái tốc biến của Faker. Nhưng phía bên kia quan trọng là Genji đã nhường được mạng dành cho Aphelios của Bay, điều kiện thắng tiên quyết của họ trong ván đấu này. Đó là đúng là điều quan trọng. Họ đang phải làm mọi cách để cho Bay xanh, đảm bảo được sát thương đầu ra của họ giai đoạn sau. Và vừa rồi thì Bay đã có thêm một bước tiến nữa. Pha đổi đường ít nhất đã có tác dụng từ bên phía của Genji. Vâng, và sau đó là một pha 2v2 mà Gumayoshi đã bắt buộc phải bung cú chiêu cuối của mình để tạo áp lực nhằm có được khả năng rút lui trước cái pháo trọng trường tới từ Pei phía bên kia. Cả hai bên đều đã mất tương đối nhiều tài nguyên. Bên phía Genji để có cái mạng của Faker thì Lehen cũng đã phải đầu tư toàn bộ tài nguyên có của một con Lulu. Và trong khoảng thời gian này đến phía T1 cũng không có mục tiêu lớn để áp lực. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về bên phía của T1, nhưng chênh lệch về tiền gần như là không đáng kể, chỉ có 500 mà thôi. Nhưng tốc độ farm trong đoạn này của con Lucian có thể tăng lên khá là nhanh, bởi vì Gumayoshi đã lên cho mình cái giao điện trước. Tôi đang thấy rằng Bay bấm B về nhà thì không biết đã hoàn thành xong trang bị luôn lớn đầu tiên luôn hay chưa. Đã có luôn, và cả cái giày miễn phí lấy từ Ngọc nữa. Ít nhất là nó sẽ đảm bảo được khả năng đẩy đường, chứ lượng sát thương đến từ cái giao điện static thì nó sẽ không phải là quá khủng khiếp. Nhưng đây là một pha mà mặc dù Faker có giày thủy ngân và tỉnh choáng sau cú bô la băng, nhưng anh ta vẫn phải lên bảng. Quan trọng là Kenyan vẫn nhường được mạng dành cho Bay trước khi anh ta lên bảng. Phía bên kia thì Guma cũng có được một mạng gục để gia tăng thêm cái áp lực của Lucian do đã giữ trận với khả năng cấu rỉa bằng những loạt thanh trừng của mình, và cùng xem là con rồng nguyên tố thứ hai thì nó sẽ là mục tiêu mà bên phía Genji quyết định có đánh hay không. Guma vừa lấy được thêm một lớp giáp trụ ở khu vực đường giữa, lui nhẹ ra. Chúng ta đang hướng về khu vực rồng với một phút nữa. Sẽ là một tình huống giao tranh, và bên phía của Genji có chỉ thiếu mất cái tốc biến của Lehen mà thôi. Đó là cái tốc biến rất quan trọng nhất của họ. Trong khi đó T1 sẽ thiếu tốc biến của Faker. Và chắc chắn là Faker có thể sẽ là mục tiêu bị nhắm tới bởi những pha tiếp cận tới từ Sejuani của Kenyan. Bola băng hàn của anh ta đang sẵn sàng. Họ đang bắt đầu di chuyển đội hình của mình xuống cánh dưới bản đồ để cạnh tranh lượng tầm nhìn và
tầm nhìn hiện tại của Genji đang ở phụ cánh dưới yếu hơn so với phía T1. Cánh trên thì Faker cùng với Chovy cũng sẽ có những pha trao đổi và Faker đang bị tấn công bởi Chovy. Bộ la băng đã trúng thẳng vào đầu Gumayusi nhưng mà anh ta tự tin có đồng đội đứng kế bên, không mất bất kỳ một tài nguyên nào. Kira cũng buông chiêu cuối thủy ngục thành công, có khổng lồ hóa. Faker đang dựng tường lao tới và đội hình Genji bắt buộc phải rút lui bởi vì đường giữa của họ đang đẩy tiếp ở cánh trên. Chovy vẫn đang tiếp tục được thả ra farm trong khoảng thời gian này và anh ta vẫn đang farm vô cùng cháy máy với con Azir của mình. Vừa rồi là một pha di chuyển đến từ Faker nhưng anh ta quyết định dựng tường và không lướt tới. Vì anh ta biết rằng cơ hội tấn công ngay sau pha tốc biến của Cannon gần như là không có. Và họ chỉ dừng lại một pha ép tài nguyên mà thôi. Họ ép được Bola băng hàn, họ ép được thêm cả cái tốc biến của Cannon. Đây là một tiền đề để họ hướng tới con rồng nguyên tố tiếp theo. Hai bên đều phải bỏ tài nguyên sau pha vừa rồi. Và hai bên vẫn sẽ tiến về khu vực rồng nguyên tố thứ hai của bản đấu này. Đó là một con rồng đất đang tồn tại trên bản đồ. Tầm nhìn của bên phía Genji đang là tốt hơn với việc Kim là người đã di chuyển ra trước. Nhưng mà vẫn có đủ thông tin để cho T1 biết rằng mình cần phải làm gì. Quyết định của họ có thể là bỏ bởi vì họ cũng mất khá nhiều tài nguyên rồi. Faker và cả Chovy đều có dịch chuyển nhưng Chovy đang lợi hơn với phép bổ trợ tốc biến và cả chiêu cuối của mình. Anh ta đã có mặt nạ, cú dịch chuyển đến từ cả hai bên. Lúc này thì rồng còn hấp máu, rác lao thẳng vào tuyến sau, rồng dành cho Honor. Và đội hình của Genji đang gặp rất nhiều sự nhiễu loạn với nảy. Bay là người đầu tiên nằm xuống, nhưng bên phía T1 cũng phải trả giá với Honor. Rất đang kẹt lại dưới lượng sát thương của bên Genji. Anh ta đang tìm cách đi bộ về phía đồng đội của mình. Vẫn còn tốc biến, có thủy ngục hỗ trợ. Rất đã phải trở về dạng phân bào. Faker và Kira đứng bên phía bên ngoài, không ai hỗ trợ được Rất cả. Anh ta sẽ người tiếp theo nằm xuống bên phía của T1 với mạng cho Chovy. Một pha dịch chuyển đến từ cả Faker và cả Chovy, nhưng rõ ràng là việc Azir của Chovy còn tốc biến, còn phân chia thế nào, anh ta vẫn có thể tác động rất tích cực tới pha giao tranh vừa rồi. Có thể là cả hai bên đều mất xạ thủ, nhưng cái nguồn sát thương tới từ Azir của Chovy vẫn còn ở đó để họ tiếp tục giao tranh. Và khả năng chống chịu tới từ giáp của Zerg thì anh ta chỉ có giáp mà thôi, không có nhiều kháng phép. Lượng sát thương tới từ Azir mặt nạ của Chovy vẫn đủ để bóc đi cái dàn chống chịu tuyến đầu bên phía T1. Honor thì anh ta băng vào và rất xuất sắc trong việc cạnh tranh trừng phạt, nhưng sức chống chịu của anh ta cũng không đủ. Có thể tạm coi rằng T1 không quá lỗ trong tình huống này bởi vì họ có được mục tiêu và đã có được một số mạng trao đổi. Điều quan trọng tiếp theo là họ đã bắt được Bay, khiến cho Bay không được hưởng lợi gì nhiều sau pha giao tranh rồi ngoài việc nằm xuống. Đây là một pha mà rõ ràng là Gumayusi và Bay đều là những người bị nhắm tới bởi những tình huống mở của đối phương và họ đều nằm xuống rất sớm trong giao tranh. Nhưng ngay sau đó thì Genji vẫn có được lợi thế giao tranh với sức sát thương theo thời gian tới từ Chovy, mặc dù anh ta cũng ngay lập tức mất tốc biến sau cú dịch chuyển của mình, nhưng không sao cả. Genji vẫn có mạng dành cho Chovy, cũng là một trong số những nguồn sát thương DPS trong đội hình của họ. Nhưng điểm quan trọng là T1 vẫn có được quả trừng phạt tốt của Honor. Anh ta vẫn có được con rồng nguyên tố thứ hai. Và đó là một con rồng nguyên tố giúp T1 chạm ngưỡng rồng 2 rồi. Ván này T1 sẽ rất là thoải mái trong việc tiến vào những pha giao tranh mục tiêu, đặc biệt là những pha 50-50 Kim. Tại vì đã có được hai chiến thắng của Honor trước Canyon trong những lần cạnh tranh trừng phạt, thì họ có vốn để tự tin vào phong độ trừng phạt của anh ta trong ván này. Ván trước thì ván 1 thì là một ván mà anh ta cũng trừng phạt rất là tốt, nhưng mà trừ con rồng ngàn tuổi là con rồng quan trọng nhất, thì anh ta lại thua trừng phạt với Canyon và để thua một ván đấu. Nhưng mà phong độ trừng phạt của Honor tại vòng playoff thì anh ta trừng phạt rất là tốt. Và đến thời điểm này bên phía của Genji đang là những người dẫn trước về tiền sau khi họ cân bằng được về mạng hạ gục. Và những cái mạng đó cũng rơi vào tay của Chovy hay là Pay, thì nó cũng là một cái lượng trang bị mang ra rất tốt tới từ hai carry bên phía của Genji. Họ rất cần nguồn DPS tới từ hai carry này để có thể xuyên qua khả năng chống chịu của Zerg. Genji đang muốn uy hiếp vào hai mục tiêu cùng một lúc, đầu tiên là sứ giả, sau đó là trụ một cánh trên. Kim đã đẩy xong đợt lính, T1 giao tranh pha này thì đầu tiên họ đã mất đi hơn một đợt lính ở cánh trên rồi. Honor đang có ý định tiến vào, anh ta không mạo hiểm, anh ta quyết định rằng không thí mạng mình với con sứ giả đó, nhưng vẫn bị dính Bola băng, vẫn bị làm choáng. Và anh ta còn đúng một chấm máu bị dứt điểm bởi Kim, và bị bán nguyên thương không cản được pha dứt điểm ở top 1 hay không ở tầm gần. T1 đang phải lui về, Chovy lao vào, không bắt được Faker, tốc biến cực kỳ nhanh từ đường giữa của T1. Quang địa chấn thành công nhưng lượng sát thương tới từ Faker chưa đủ để có thể dứt điểm được Lehen trong pha này. Và với sứ giả thì Genji đang tiếp tục áp lực vào trung một khu đứng giữa của T1. Đợt đẩy khu đứng chế cũng đang là thuận lợi cho bên phía của Genji. Họ có rất nhiều thời gian để tiếp tục cù cưa tại khu vực này. Sứ giả nó vẫn sẽ thực hiện được cú hook và lấy máu trung một đứng giữa của T1 mà thôi. Sát thương của Genji vẫn là đủ với tổng cộng là 6 sâu hư không họ có được. Đó là liên tục những tài nguyên và những mục tiêu dành cho bên phía của Genji. Genji đã xử lý tốt hơn ở trong tình huống kiểm soát sứ giả và giao tranh phía sau. Khi mà có được mạng lẫn trụ và khoảng cách về tiền sẽ được nới rộng ra thêm một tí cho bên phía của Genji. Đó tiếp tục là một tình huống giao tranh tốt khi mà họ dồn tất cả mọi thứ vào người của Honor. Honor không tình kịp sau cú Bola băng hàn để anh ta có thể đưa ra cú bán biệt thương sớm hơn, nhằm hóa giải lượng sát thương tuyến sau tới từ cả Chovy lẫn cả Pay nữa. Và để rồi khi anh ta tỉnh để tung bán biệt thương thì đó lại là một lượng máu đủ để cú chiêu cuối của Kim có thể dứt điểm được Honor. Bởi vì tốc hành hư không sẽ đem Kim ở trong vòng của bán biệt thương, thì cái hiệu ứng sẽ không thể nào giúp cho bên phía của Honor. Faker thì nói vui là cũng đẻ ra con Azir cho nên là hơi khó để hất anh ta về. Tốc biến lẹ lắm.
liên tục là những cái mạng và trụ dành cho bên phía Gen Z. Lúc này thì tiền họ đang dẫn trước khoảng chừng gần 2.000 tiền so với phía của T1 rồi, và họ cũng đang có những áp lực rất là tốt dành cho Chovy tại khu cánh trên. Nhưng đường giữa T1 đang muốn đánh mạnh, loạt thanh trừng không tới tầm của Gumayusi. Nó không phải là một tiếng tấn công đủ áp lực để T1 có thể gỡ trụ tại khu đường giữa. Như vậy là còn AC của Chovy vẫn đang làm tốt với 180 chỉ số lính. Bay thì vẫn đang cố gắng bám đuổi người đồng nghiệp ở bên phía đội của mình với 167. Anh ta cũng không thua quá nhiều về mặt chỉ số lính so với Gumayusi. Vâng, và anh ta cũng có được một mạng và 3 điểm hỗ trợ. Lượng trang bị mà anh ta mang ra là 2 trang bị lớn tại thời điểm này, không hề thua kém gì so với Gumayusi cả. Tất nhiên là tại thời điểm 2 trang bị thì Lucian vẫn là áp lực tốt hơn với những pha cấu rỉa. Nhưng Guma vừa có một loạt thanh trừng không hiệu quả và Chovy đã tới rồi. Mà vị trí đứng của Guma khá là an toàn, vẫn còn 2 phép hỗ trợ. Thì bên phía của Genji cũng không muốn đầu tư, bởi vì 20 mấy giây nữa rồng ra, họ cần phải ngắt mặt rồng của T1. Cho nên Genji chỉ dừng lại ở việc dọa đối phương, cấm cái đĩa mặt trời của Chovy lại và giật về phía hang rồng. Một pha giữ đĩa mặt trời để tránh việc T1 sẽ bỏ rồng và gỡ trụ của họ tại khu vực đứng giữa. Nhưng mà cánh trên thì Faker đang tiếp cận được trụ, và bên phía của Genji thì không có người phòng ngự trụ ở khu đứng trên trong pha này. Có thể sẽ là một pha quyết định bỏ rồng từ T1, vì cái thế ở khu vực cánh dưới bản đồ đang là thế của Genji. Đứng dưới Genji đẩy được, đứng giữa với đĩa mặt trời của Chovy họ cũng đẩy được. Và T1 đã suy nghĩ câu chuyện bỏ rồng để hướng tới trụ cánh trên bản đồ. Họ chỉ có thể gỡ được trụ đứng trên thôi, còn trụ đứng giữa thì với cái đĩa mặt trời dựng ra của Chovy thì đó là một cái bức cản của Genji khiến cho T1 không gỡ được thêm một trụ. Nhưng mà đây là cú dịch chuyển rất mạo hiểm của Chovy lên khu đứng trên. Chovy anh ta né khỏi thủy ngục, anh ta gọi thêm Kin phân chia đường hai nhưng vẫn dính quăng địa chấn. Chovy khá là trâu, trụ bắn Faker và Faker là người bị trụ bắn gục. Zed có mặt ở đây dùng một cú súng cao su rất đẹp, trụ đã mất và cả Chovy cũng phải nằm xuống. Kin kẹt lại, Lehen có mặt với khổng lồ hóa cố gắng hỗ trợ cho Kin. Guma giờ này mới di chuyển tới thì hơi trễ một tí. Hai bên đều mất đường giữa nhưng Genji vẫn mất cái trụ này. Genji và... có bola băng không tung, không tới tầm rồi. Pay ở vị trí tương đối xa để có thể gây sát thương, và khi không còn Chovy thì chỉ còn Pay có sát thương mà thôi. Quyết định đến từ Cannon là rút lui trong pha này. Đó là một pha trao đổi mà tôi nghĩ là phía T1 vẫn lời, vì đó là một quyết định dịch chuyển tương đối mạo hiểm của Chovy. Đó là một mạng mà Faker nằm xuống nhưng anh ta không mất tiền vào tay đối phương, đó là một mạng executed. Và phía bên kia thì phía T1 vừa có mạng của Chovy, vừa có trụ đường trên để gỡ lại một con rồng bên tổng cánh dưới. Đúng, tôi nghĩ là cũng hơi lỗ một tí cho Genji trong pha đó, bởi vì họ mất tới hai cái dịch chuyển. Khả năng kiểm soát bản đồ của họ ở trong vài phút tiếp theo sẽ bị giảm một tí. Nếu như muốn tập trung về phía mục tiêu để giao tranh thì sẽ phải đây nè. Lúc nào nó cũng sẽ có những cái kịch bản là Baron ra thì T1 bên phía của đối phương chuyển sẽ mất dịch chuyển. Và tôi chờ coi là Genji có tiếp tục phạm cái sai lầm mà họ đã từng phạm trong trận BO5 này hay không. Tôi nghĩ là với dàn trụ ngoài của phía T1 mà Genji đang kiểm soát được thì nó cũng phần nào đó bớt đi những cái áp lực bị đối phương ăn lén Baron. Đây là một pha dịch chuyển hơi trễ từ Kin để cover cho Chovy, và Faker bị trụ bắn quá nhiều thì anh ta nằm xuống với một pha không có tiền trên phía Genji. T1 đã tìm được mạng của Chovy với một pha trồng hiệu không chế đến từ Zed và cả Kerea nữa. Và đó là một mạng dành cho con rác của Zed. Họ có thêm trụ đường trên để gỡ lại con rồng nguyên tố cánh dưới, một mục tiêu mà họ vừa bắt buộc phải buông bỏ. Nhưng mà Genji có vẻ là cũng hơi tham lam khi mà quyết định cố gắng giữ lại trụ đường trên, mất hai dịch chuyển. Nhưng để rồi đó là một pha trao đổi lỗ. Bây giờ thì ván đấu tôi nghĩ khá là cân, không có chênh lệch gì nhiều cả. Tiền thì chênh lệch ở thời điểm hiện tại 4.000 yên và Genji không đáng kể. Hai bên vẫn đang vần nhau và T1 đang rất nỗ lực để cân bằng được tỷ lệ trụ khu vực đường giữa, nhưng mà cái trụ một của Genji còn nhiều máu quá. Có một cái điểm sáng là Pay vẫn đang duy trì chỉ số farm ổn với Gumayusi, và anh ta có cái lượng trang bị cũng có thể gọi là ngang bằng hoàn toàn so với xạ thủ của T1. Và đây, cái sai lầm ở những tình huống macro trước đó của họ đang được sửa bằng việc là họ di chuyển đến cánh trên. Pha thanh trừng cực kỳ đau đến từ Gumayusi. Pay quyết định là không che, Lehen phải tự chạy. Pay đã phải tốc biến, Guma vẫn đang bắn tốt và Pay cũng không còn tốc biến, nó quăng địa chấn đang đứng vào đôi đường dưới của Genji. Chết chay, phần còn lại của Genji liệu có đủ sát thương hay không? Đã có một mạng dành cho họ, Chovy đang xỉa liên tục, nhưng một mình anh ta là không thể nào đủ sát thương được. Quăng địa chấn lại trúng, Kin là người phải lui về, phân chia thiên hạ đẩy Zed ra. Chovy bị dính bàn tay co giãn, Honor cũng lao vào, Chovy bấm đồng hồ, né khỏi pha hất tung. Kin cố gắng ở lại hỗ trợ, hất tung ba người nhưng Chovy cũng bị hất và Chovy gục ngã. Cả Kin cũng gục ngã, quét sạch cho T1. Một cú quét sạch ngay thêm của Baron dành cho phía T1. Tôi đang tính nói là họ không có dịch chuyển, họ không đẩy lẻ khu đứng dưới nữa, họ di chuyển lên khu cánh trên. Nhưng pha di chuyển của Genji lại có một điểm hở, đó chính là Lehen khi anh ta phay check vào vùng bụi cỏ. Có quá nhiều các thành viên của T1 ở đó, đặc biệt là có con Lucian còn nguyên thanh trừng của Gumayusi. Và để rồi khi Faker tận dụng cái dịch chuyển nhỉnh hơn của T1 để đáp xuống cho pha di chuyển vừa rồi, là một góc tiếp cận mà Faker đã có những pha quăng địa chấn liên tục nhắm tới cả Pay và cả Lehen. Và để rồi đó là cú quét sạch giúp cho phía T1 đang tiếp cận được con Baron này với lượng sát thương theo thời gian đến từ Faker. Họ đang dứt điểm Baron với tốc độ càng nhanh càng tốt trước khi Cannon tiếp cận. Cannon vẫn tiếp cận được. Đó là một cái hạt thông nổ bản đồ
Rồng hóa kỹ rất là mạnh, nhưng rất tiếc là lúc đó con Baron cũng khá nhiều máu, không có cơ hội để Kane nhìn cạnh tranh trừng phạt. Và một bước tiến cực kỳ lớn dành cho T1. Lại một lần nữa, bộ đôi đường dưới của Genji không thể đóng góp cho đội của mình. Một pha dịch chuyển góc tiếp cận cực kỳ khó chịu của Faker, và sau một pha hất tung tới từ chiêu cuối của Carrier cùng với một cú hất tung tới từ quang địa chấn của Faker, bộ đôi đường dưới của Genji nằm xuống cả hai. Và Chovy không còn tốc biến trong pha này để anh ta có thể xử lý tốt hơn, anh ta chỉ có phân chi thiên hạ và đồng hồ mà thôi. Nhưng một cái đồng hồ là quá ít trước lưng không chế đến từ giác của Zeus. Anh ta bơi vào với một pha súng cao su, anh ta không bị đẩy về trong trụ vì cú hất tung đến từ Kim đã giúp cho Zeus vẫn ở ngoài tầm trụ. Anh ta bàn tay co giãn ép đồng hồ, và khi cú này nó có tới 3 lượt thì một cái đồng hồ của Chovy là quá ít đỏ. Đã có một bước tiến rất quan trọng dành cho T1, đội hình của họ cần phải đánh mạnh nhất chính là vào lúc này. Đoạn thời gian gọi là giữa của ván đấu, khi mà ngưỡng sức mạnh của Lucian, của Talia vẫn còn tốt và họ đã tạo được khoảng cách. Giờ là lúc phải tăng tốc độ, với khoảng thời gian còn 2 phút thì yêu cầu T1 phải có ít nhất thêm 1 đến 2 trụ nữa. Vâng, và Baron chính là một trong số những công cụ tốt nhất để T1 có thể đẩy nhanh nhịp độ ván đấu với những tình huống tấn công trụ. Và vừa rồi về nhà thì Gu Manyushi đã xách ra một cây vô cực kiếm. Đây là một ngưỡng trang bị mà những cái loạt thanh trừng của Gu Manyushi có lẽ chỉ có những chống chịu tuyến đầu như là Kin hay là Cannon sẽ chống chịu được một vài phần mà thôi. Còn Lehen trước khi có vô cực kiếm, anh ta đã bị mất rất là nhiều máu với một loạt thanh trừng rồi. Thì một loạt thanh trừng ngay sau đây có thể sẽ lấy của mạng, lấy cả mạng của Lehen nếu như anh ta đứng hơi. Vua lợi rồng đang là nơi mà bên phía T1 hướng tới. Cả Genji cũng tương tự như vậy. Họ sẽ thiếu đi cái tốc biến của Bay. Rồi chúng ta thấy sức mạnh của con Lucian, 3 món trong tay của Gu Manyushi. Lượng sát thương mà anh ta gây ra mỗi khi kích được cái đại bác, nó rất an toàn và chất lượng. Và Chovy đang đứng nhìn. Wow. Chovy đang đứng nhìn Gu Manyushi với một ánh nhìn mà anh ta đã nhìn vào Viper trong những ván đấu trước đó gặp các thành viên phía hàng của Lightsport. Và liệu rằng có một pha sai lầm nào đó tới từ Chovy hay là Gu Manyushi hay không đây? Phát hiện ra rồi. Máy quét đã cho T1 biết có Chovy ở đó và ngay lập tức họ đi ra. Rất tỉnh với tình huống kích hoạt máy quét của mình, và đường dưới đang là thế đẩy dành cho bên phía T1. Trước đó họ đã có chung một đường dưới đối phương, một thế di chuyển ra khu hang rồng cực kỳ thoáng cho bên phía của T1, và họ đã có được con rồng nguyên tố của họ trước khi tiến tới với trụ hai của Genji. Genji sẽ khó mà có thể phòng ngự được, đội hình của họ đã bị kéo giãn, chỉ có mình Chovy ở đây thì anh ta cũng chỉ có thể đứng nhìn trụ bị phá mà thôi. Một trụ nữa cho bên phía của T1, và mỗi lần có Baron thì T1 đều đẩy được ngưỡng tiền nó trên 3.000 tiền. Đây là một Baron power play, nó có thể chạm ngưỡng tầm 3.500 cho tới 4.000 tiền nếu như 30 giây còn lại họ tận dụng được trong việc triển khai tại trụ hai đường giữa của Genji. Họ đang suy nghĩ về điều đó, tôi nghĩ là muốn an toàn thì họ hiện tại họ đang cầm khá là nhiều tiền trên người, và Genji có một cái thế phòng ngự của đường giữa khá tốt. Tôi nghĩ sau con bùa đỏ này thì T1 sẽ về sẽ tiền là vừa đẹp, tận dụng được khoảng chừng hơn 3.000 bùa lợi Baron là ngon rồi. Đó vẫn là một lượng tiền được cách biệt rất đáng kể tới bên phía T1, và quan trọng là khi họ lấy được những cái dàn trụ ngoài của bên phía Genji thì cái thế bắt lẻ của họ lại càng trở nên tốt hơn, hay là việc tiến ra các mục tiêu lớn như là rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu để lấy linh hồn rồng, nó cũng có thể là một tiền đề tốt dành cho họ. Và Genji sau một pha sai lầm của bộ đôi đường dưới, họ đã ngay lập tức để thế trận khỏi tay của họ ngay lập tức, với một Lucian của Umayoshi đã bắt đầu có được lượng sát thương lớn. Thì vừa rồi Pay đã về nhà với một cây vô cực, nó có thể là một tiền đề để sát thương tuyến sau của Genji có thể lên tiếng trong những tình huống giao tranh sắp tới. Nhưng cái góc đứng của họ có lẽ sẽ cần phải xem xét rất kỹ, vì áp lực đến từ T1 trong ván đấu này sẽ đến từ nhiều hướng khác nhau. Vấn đề là Bay không phải là farm kém, mà giữ vị trí của anh ta đang gặp vấn đề ở giai đoạn playoff này. Thường xuyên đứng ở những vị trí nguy hiểm mà không đảm bảo được đầu ra sát thương. Như đã nói, ván đấu này với một đội hình mà anh ta là nguồn sát thương lớn nhất thì Genji đang rất cần sự tỏa sáng của xạ thủ trẻ bên phía của mình. Nhưng T1 mới là đội đang có được ưu thế, họ sẽ gõ cửa vào khu vực trụ hai đường trên, chặn tường thành công, Canyon sẽ bị cô lập. Nhưng ta khá là trâu, T1 cũng chỉ có ý định tấn công vào trụ mà thôi. Và với khả năng dọn lính tốt đến từ Pay thì áp lực lên trụ hai đường trên của T1 là chưa đủ, thậm chí họ đang có định mở. Faker là người bị dưới chân lại, bị hất tung liên tục, nhưng rớt vào tuyến sau, Guma cũng tìm được Pay. Pay trừng tuyệt vời, Honor là người dứt điểm được bộ đôi đường dưới của đối phương, không còn đủ sát thương nữa, Genji chỉ có thể chạy mà thôi. Nhưng T1 chưa dừng lại, rớt với súng cao su lao thẳng vào, đẩy Chovy và Canyon ra. Rất tiếc cho T1 là sẽ không có thể bất kỳ mục tiêu nào ngoài những cái trụ để họ lấy. Đây là một tình huống mà Chovy đã dựng đĩa mặt trời ngay lập tức tại khu vực đứng giữa để có thể phòng ngự đợt đẩy. Nhưng mà rớt tiếp tục bơi vào tìm kiếm Chovy. Chovy rút lui thành công hay không đây? Vẫn bị kéo về, vẫn dính thủy ngục nhưng chưa có sát thương. Lucian tới và Chovy bấm đồng hồ. Hết đồng hồ thì có quăng địa chấn, anh ta có thể sẽ gục ngã. Và đúng là Chovy gục ngã dưới họng súng của Kumayushi. Khả năng đu bám đến từ đội bên phía T1 là quá tốt, đặc biệt là con giác trong tay của Zed, anh ta vẫn tiếp tục thể hiện nó quá tốt trong ngày thi đấu hôm nay. Và những pha mở đến từ Zed đang trực tiếp mang lại những áp lực giúp T1 giao tranh thắng trong khoảng thời gian vừa qua. Trước đó là một tình huống mà kể cả là Pay còn nguyên những phép bổ trợ của mình hay khổng lồ hóa đến từ Lulu,
thì khả năng tiếp cận đến từ nhiều hướng khác nhau của Zidane, trong đó cái quan trọng nhất là khả năng tiếp cận đến từ súng cao su của Zidane, nó vẫn tìm được xạ thủ của phía Gen Z. Jack là một vị tướng rất khó chịu, đặc biệt là trong tình huống mà bạn không có được phong độ cao. Vị trí đứng của Bay, tôi nghĩ rằng ở riêng trong pha này thì nó cũng không phải là sai. Họ tìm được Faker và Bay bắt buộc phải đứng cao để gây sát thương. Nhưng ngay lập tức có tới 4 người của T1 tràn vào anh ta. Và tầm hoạt động của những vị tướng bên phía T1 là quá xa. Vâng, và đó là một pha dấn lên để tấn công tới từ Cannon khi anh ta thấy rằng Faker đứng rất cao. Nhưng Faker có đồng hồ và anh ta vẫn có thể câu được rất nhiều thời gian. Và khi dấn lên như vậy thì Cannon đã để hở sườn tuyến sau. Chỉ có cái đột kích băng giá của Seijuni là thứ để có thể cản những pha súng cao su đấy từ rớt mà thôi. Thì đó lại là một kỹ năng mà Cannon dùng để tấn công rồi. Không ai hỗ trợ cho Pay trong pha vừa rồi được cả. Và đó là cái loạt thanh trừng ở góc nghiêng mà Gumayoshi đã tìm đúng đến xạ thủ đối phương, giúp cho bên phía T1 có được mạng gục vô cùng quan trọng. Mỗi lần Pay đầm xuống, đội hình Gen Z cực kỳ thiếu sát thương. Giờ đây thì họ sẽ phải chuẩn bị đối mặt với một T1 đang tập trung về phía khu vực hang Baron. Đúng 7 giây nữa ra, Gen Z ngay lập tức cũng có mặt ở đây. Thậm chí là họ đang là đội tiến vào khu vực hang Baron trước, nhưng mà tôi nghĩ rằng chỉ dừng lại. Wow, Kyria tốc biến rất quyết đoán, một góc mà cũng không ai chặn đường phía trên cả. Đó là một pha bắt buộc phải tốc biến tới từ Kyria vì anh ta sợ rằng sẽ có thêm các thành viên tuyến sau đang chờ đón các pha di chuyển của anh ta. Nếu như anh ta nằm xuống có thể sẽ làm bất lợi rất lớn tại Baron từ phía T1. Còn Gumayoshi thì đang có dấu hiệu muốn về nhà để có thể mua thêm trang bị với nỏ thần Dominic để anh ta có thể bắn qua dàn chống chịu đối phương. Nhưng khoảng thời gian mà anh ta di chuyển về sẽ là khoảng thời gian mà Gen Z có được áp lực tại Baron. Súng xấu, à đây rồi, có rồi, đã có thăng hoa. Bên phía của Gen Z vừa có kịp thăng hoa đang Baron, súng này đã đẹp rồi. T1 có mặt ngay lập tức. 50-50 thì lúc này Honor đang rất tự tin. Anh ta sọc thẳng vào khu hang Baron. Cú chặn tường của Faker đẩy Honor ra phía ngoài. Baron còn khá thấp máu, thanh trừng đẩy thẳng vào lưng của Genji. Phân chia đại hạ đẩy đối phương ra. Nhưng Chovy đang kẹt lại trước mặt của bên phía T1 và anh ta bị hất tung. Anh ta không giữ được Baron cho đội của mình. Honor là người có Baron. Chovy nằm xuống. Gupelsi vẫn đang bắn thoải mái vào Kin. Con Rek'Sai này rất trâu, nhưng bắn một hồi thì nó cũng phải gục ngã. Bay tìm được Kuma, nhưng Honor lao vào hỗ trợ cho xạ thủ của mình. Bay giữ vị trí phía ngoài, anh ta bắn được Honor, nhưng Gumayoshi bắn gục Bay. Và Lehen là người tiếp theo của Gen Z sẽ phải nằm xuống dưới sát thương của Gumayoshi. Triple kill dành cho Gumayoshi, mặc dù là một pha tranh mà anh ta chưa về để có thể xả tiền và có được nỏ thần Dominic, nhưng anh ta vẫn có được lượng sát thương vô cùng khủng khiếp với 3 trang bị rưỡi tại thời điểm này. Và Faker cũng đã có một pha đột kích vào thẳng tuyến sau nhắm tới Pay, và anh ta đã vô hiệu hóa Pay trong xuyên suốt một khoảng thời gian tương đối dài. Và để rồi khi Chovy và Cannon bị kẹt lại trong khu vực Baron, Chovy bị nhắm tới và Chovy lên bảng. Cannon cạnh tranh trừng phạt tay đôi với Honor cũng không lại, và đó là con Baron dành cho phía T1, Baron thứ hai trong ván đấu với khả năng cạnh tranh trừng phạt xuất sắc của Honor. Pha chặn tường của Faker nó cũng hơi khó cho Honor một tí khi mà không cho ta vào hang Baron, nhưng nó đã chia cắt đội hình của bên phía Genji. Và khi đội hình bị chia cắt, nguồn sát thương của Chovy và Bay đã không thể nào tập trung lại được. Chovy bị kẹt trước hang Baron, thứ mà anh ta nhìn vào là hang Baron, nhưng anh ta đã bị đối phương bắt lại. Sau đó là một pha giữ vị trí cực kỳ khủng khiếp của Gumayoshi. Honor có thể là người vào tanh và anh ta nằm xuống khi bán nguyệt thương của anh ta kích hoạt hơi trễ và vẫn nhận sát thương trong bán nguyệt thương với dạng tầm gần của Aphelios. Nhưng khi mà Honor nằm xuống thì Guma lại có khoảng trống để gây sát thương, và họ lại tiếp tục tận dụng Baron để đẩy mạnh vào. Họ có linh hồn rồng, một linh hồn rồng mà Genji có quyền bỏ. Những áp lực đến từ Baron 2 có thể giúp T1 chạm vào những trụ bậc thềm của Genji. Ván đấu bản lề đang ở rất gần bên phía của T1 với ngưỡng chênh lệch hơn 10.000 tiền mà họ vừa kích hoạt. Họ sẽ cướp luôn con bùa đỏ này. Z sẽ đẩy Cannon ra khỏi khu vực rừng. Đội hình của bên phía Genji sẽ phải phòng ngự trong trụ. Rất khó khăn cho đội bên phía của Genji. Đó cũng là một pha giao tranh mà những cái tốc biến của đội hình họ đang bị thiếu đi rất đáng kể. Và vừa rồi là một pha tận dụng những phép bổ trợ tốc biến không có của đối phương để giao tranh rất tốt từ phía T1. Họ với lượng trang bị hiện tại của Lucian thì đang có một lượng sát thương tuyến sau vô cùng khủng khiếp. Và Chovy cũng phải lên rất là nhiều đồ tanh nên lượng sát thương của anh ta bị hạn chế. Nhưng Faker bị bắt lại. Kin đã giật Faker ra khỏi con đường của mình. Faker đang bị kẹt lại, đồng đội của ta đứng kế bên quan địa chân được kích hoạt. Nhưng Faker không có tốc biến và Faker đã gục ngã. Một pha đánh chặn rất hay đến từ Kin, và Faker đã bị bất ngờ bởi pha xuất hiện vừa rồi. Anh ta bị đáp xuống trong nhà chính của Gen Z và đợt đẩy Baron của T1 tạm thời dừng lại ở đây. Nhưng mà anh ta đã có thể chỉ đẩy tường thôi, không đi theo mà đúng không? Anh ta tính lướt xuống đường dưới để tham chiến luôn với T1 để áp lực vào trụ 3, nhưng rất tiếc là trên đường lướt thì anh ta bị bắt lại bởi một con Rek'Sai. Và khi anh ta bị kẹt lại, bị hất vào trong nhà chính của Gen Z thì một cái đồng hồ để hóa giải bola băng hàn nó không đủ để Faker có thể rút lui trong pha vừa rồi. Và Gen Z tạm thời chơi qua được một khoảng thời gian tương đối yên bình khi đối phương đã có Baron. Thế là bây giờ là ngưỡng nguy hiểm của T1 là ngưỡng mà họ dẫn trước 10.000 tiền à. Thời thế thay đổi chóng mặt. Chóng mặt đúng kiểu 180 độ luôn. Từ một đội lật kèo 10.000 tiền bây giờ nhìn họ dẫn trước 10.000 tiền nó bắt đầu đi ghê. Như vậy là áp lực đến từ Baron của T1 nó chỉ dừng lại ở việc là họ có linh hồn rồng thôi, chưa phải là có Baron họ chạm được vào trụ bậc thềm. Mặc dù thời gian đến từ Baron trong khoảng thời gian đó thì họ cũng đã đẩy được lên rất là cao,
nhưng việc tiếp cận trụ bậc thềm của họ vẫn đang gặp khó khăn. Đội hình của họ thì xét ra cũng chỉ có Umayoshi là người có khả năng chạm trụ thôi. Nếu như không có Baron, việc chạm vào trụ bậc thềm là cực kỳ nguy hiểm. Về trang bị thì thật ra là Bay không hề thua, nhưng vấn đề là cái phong độ của anh ta thôi. Anh ta đang không chuyển hóa được cái lượng trang bị của mình thành sát thương, bởi vì cái thời gian tồn tại trong giao tranh của anh ta đang bị thấp. Như các bạn đang nhìn thấy cái anh ta chỉ Gumbesi hoàn thành xong trang bị lớn thứ 5 của mình, thì Bay cũng đã xong 4 và ta đang cầm kiếm BF. Anh ta cũng là giày 2, còn Gumbesi thì đang đi một cái đôi giày miễn phí mà thôi. Và cùng xem là tình huống này thì bên phía Genji sẽ kiểm soát bản đồ như thế nào. Hai đường cánh vẫn là thế lính tương đối xấu dành cho bên phía Genji, và họ sẽ đẩy khu đường giữa trước, dựng lại đến mặt trời trước khi di chuyển sang hai đường cánh để giải quyết áp lực đường cánh của bên phía T1. Và con Baron tiếp theo có lẽ sẽ là mục tiêu mà cả hai hướng tới. Nó xuất hiện trước so với con rồng ngàn tuổi đâu đó khoảng chừng 1 phút. Và cùng xem là với lượng trang bị như thế này, liệu rằng Pay đã được chơi hay chưa. Cũng rất khó cho Pay trong ván này vì cái áp lực ở nhiều hướng khác nhau. Rác rồi Thalia dựng tường, và anh ta cũng phải bắn vào con rác này, sẽ tốn tương đối nhiều thời gian đây. Vấn đề là bây giờ thật ra là nếu như muốn bảo kê cho Pay á, thì Genji tôi nghĩ là họ phải ở vào thế thủ á, để dùng con Azir để đẩy đối phương ra tạo khoảng trống. Chứ nếu như mà Genji ở thế công, Bula băng rồi phân chia đen hạ dùng ở thế công, thì chắc chắn là lúc đó không còn gì để bảo kê cho Pay nữa. Và nếu như ở cái thế bị động như vậy thì đội bên phía T1 lại có được áp lực quá lớn tại các mục tiêu. Pha này thì Kin đủ tỉnh táo để không có những pha di chuyển fake check và bị bắt lẻ, và anh ta cũng đang là một con Rek'Sai không hề yếu với lượng chống chịu hiện tại. Nhưng mà T1 thì vẫn đang kiểm soát tốt tại khu vực cánh trên, và họ đang chờ có lẽ là cái ngưỡng sức mạnh mũ phù thủy của Faker nữa thôi. Thì lượng sát thương đến từ đội bên phía T1 với Lucian và cả một con Thalia có mũ phù thủy sẽ là rất lớn, nhưng họ quyết định mở. Yeah. Bay đã lui được về phía sau. Faker lao xuống trước mặt của Jovi, quan địa chấn không kịp. Kin bị bắn rất nhiều. Oh. Anh ta đào hầm ngược rồi. Rất giống Doran ngày hôm qua tại bãi chim. Hầm ngược rồi. Hôm qua Doran cũng có một tình huống sai lầm tương tự ở tại bãi chim quỷ biến dị, và anh ta cũng có một pha đào hầm ngược dẫn tới một tình huống bị bắt lẻ và mất một chống chịu tuyến đầu. Tiếp tục là sải tay già đến từ Đại Bác Liên Thanh. Guma dấn lên một nhịp tấn công Jovi. Khó, rất khó cho Genji khi mà họ bây giờ đang thiếu đi sát thương, sức lực hàng chống chịu. Ánh trăng dẫn lối đã đi vào hư không, và sẽ là một cửa mega dành cho T1. Một cửa mega dành cho T1 trước khi tiến ra con Baron thứ 3 của ván đấu này. Và vừa rồi là một tình huống mà Zerg đầu tư tốc biến của mình để đổi tốc biến với Jovi. Thêm một tài nguyên nữa của một chủ lực bên phía Genji đã bị bóc rỡ trước thêm con Baron này. Và một áp lực đến từ đường link siêu cấp, nó có lẽ sẽ là rất lớn cho Genji đây. Một pha melee mất máu rất là nhiều. Và sau đó thì Kin, anh ta e ngược ra phía sau, và con đường hầm này khiến cho anh ta lên bảng ngay lập tức. Cũng may là cái thiệt hại nó mới chỉ dừng lại một cửa mà thôi, chứ chưa mất luôn cái game. Nhưng mà game này đúng là càng lúc càng khó rồi. Bên phía của T1 họ vẫn đang liên tục gõ cửa căn cứ của Genji. Một pha dịch chuyển từ nhà ra của Faker. Mũ phù thủy Guma vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ gây sát thương của mình. Faker đã có mũ, còn phía bên kia thì Pay vẫn chưa thể nâng cấp cái thanh BF của mình thành một trang bị lớn. Và đây vẫn đang là những áp lực ở tại khu vực hang Baron thứ 3 của ván đấu dành cho phía T1. Guma Yoshi còn tốc biến, còn thanh tẩy, và anh ta dám bướng lên để có thể có những tình huống bắn với Đại Bác. Sẽ là một pha di chuyển tới từ Cannon, anh ta đã bị xé lẻ khỏi đường bên phía của Genji. Guma lướt lên một cách vô cùng tự tin, bởi vì tầm hoạt động của bên phía Genji nó cũng không phải là xa lắm. Anh ta có thanh tẩy, có tốc biến, Guma đang có phong độ cao cho anh ta tự tin. Quăng địa chấn vào Jovi, thế là xong, chắc chắn là xong. Với pha bấm đồng hồ này hết hóa vàng, Jovi lao lên tìm góc đẩy nhưng không được. Guma cực kỳ tỉnh táo, lách nhẹ ra khỏi phân chia thiên hạ. Và Baron đang chờ đợi T1. Nếu như họ ăn Baron nhẹ nhàng, họ có thể có được con rồng ngàn tuổi sau khi Baron luôn. 40 mấy giây nữa thì rồng ngàn tuổi mới ra, và Genji sẽ không thể suy nghĩ đến câu chuyện đổi mục tiêu được. Và cái họ khó là không có tầm nhìn, họ không có bất kỳ một lượng tầm nhìn nào tại Baron cả. Việc mất đi một đường link siêu cấp khiến cho họ quá bị động trong việc tiến ra khu vực hang Baron, và họ phải có những pha fake check. Và pha fake check vừa rồi của Jovi tại bụi cỏ khu vực sông trên tạo tiền đề cho một cú quăng địa chấn đến từ Faker. Như đã nói trước đó thì Jovi đã bị rớt ép mất tốc biến rồi, và khi anh ta bị dính cú quăng địa chấn vừa rồi, anh ta nằm xuống. Genji để mất con Baron này, và rất có thể sẽ là cả rồng ngàn tuổi nữa. Faker đã đứng rất khéo ở phía bụi để tìm ra được Jovi, người đã phản ứng không kịp. Và Guma cũng cực kỳ tỉnh táo, anh ta biết Jovi tính làm gì, đơn giản là lướt nhẹ qua bên hông để có thể tìm góc bắn tiếp. T1 đã ở rất gần thắng lợi, Baron và rồng ngàn tuổi, combo này muốn quăng cũng không nổi. Genji bắt buộc phải mở một con đường máu để di chuyển ra khu vực hang rồng ngàn tuổi, họ bắt buộc phải cạnh tranh mục tiêu này. Và sẽ là một pha di chuyển trước của T1. Jovi đang trên đường từ nhà đi ra, nhưng anh ta vẫn chưa hồi phép bổ trợ tốc biến. Họ rất cần đến khả năng make play tới từ Jovi, nhưng không có tốc biến, anh ta sẽ make play như thế nào đây? Kin đang bị tấn công, Guma lướt lên, nhưng anh ta không có đủ sát thương để làm khó Kin cho pha này. Rồng vẫn sẽ có một con đường di chuyển ra cho phía Genji là từ khu vực đường dưới. Họ không thể cạnh tranh khả năng di chuyển từ đường giữa ra được. Đợt lính đường trên đang từ từ đẩy vào. Honor quyết định lao vào, xộc thẳng vào Kin. Guma bắn cháy, và Kin bắt buộc phải đào hầm bỏ chạy. Trong khi đó,
với thằng Hòa Lường, Kenji đang muốn ăn nhanh Baron. Họ muốn 50-50. Thủy Ngục đẩy thẳng vào đầu của Kenyon. Rồng không còn nhiều máu nữa. Bay là người bị được chọn, anh ta đã tốt biến ra phía sau. Pha đẩy không hiệu quả lắm. Honor thấp máu. Con rồng còn khoảng chừng 3.000 máu. Phía bên này thì Bay vẫn đang thả nhiều tốt. Rất lao tới và anh ta khá đơn độc trong pha này. Trong khi đó khu vực hàng đầu Honor thắng lợi trong pha cạnh tranh trừng phạt để đem về cơ hội để dứt điểm ván đấu này cho T1, và họ sẽ làm được điều đó. Tỷ số chắc chắn sẽ là 2-1 dành cho T1 sau ván đấu bản lề, và đó là một tình huống cạnh tranh trừng phạt thành công tới từ Honor. Phần còn lại của T1 thực ra họ cũng quyết định là giao tranh, chứ họ không quyết định dồn sát thương chung với đồng đội của mình để có thể có được con rồng ngàn tuổi, mà họ quyết định giao tranh, và quyết định giao tranh của họ là hoàn toàn chuẩn xác. Rất lại tìm kiếm được Pay với cú súng cao su của mình, và đó là một áp lực quá lớn khiến cho xạ thủ Genji không được chơi game. Và khi cú trừng phạt của Honor lấy được con rồng ngàn tuổi cho T1, nó là dấu chấm hết cho Genji cho ván đấu này. Ván đấu cực kỳ xuất sắc của cánh trên bên phía của T1, đặc biệt là Honor, anh ta đã không cho Genji một cơ hội nào trong những cuộc cạnh tranh trừng phạt. T1 chỉ còn cách chiếc chức vô địch thứ 11 của mình đúng một ván thắng nữa thôi.